đức tính vàng mang lại may mắn phúc đức, cuộc sống thanh thản hạnh phúc. 1. Không tham niệm. Lòng tham của con người giống như cái túi không có đáy. Cái túi không có đáy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được. Cũng vậy, lòng tham của con người thì vô độ nên không có điểm dừng, không có giới hạn mà lại vô hạn. Chính vì vậy, con người mãi chạy theo dục lạc để tận hưởng, không bao giờ biết dừng, giống như con thiêu thân lao mình vào ánh đèn mà không thể nào biết rằng nó sẽ bị nguy hiểm biết nhường nào. Có người vì lòng tham mà không còn lương tâm lương tri, ăn của hối lộ, ăn xén ăn bớt của cải mồ hôi công sức của người khác. Có người vì lòng tham mà phải cờ bạc cá độ để mong được giàu sang, có được tài sản. Rốt cuộc giàu sang không thấy mà lại cho một kết quả bi thảm, đó là tán gia bại sản, của cải không còn, nhà cửa bị tịch thu. Có người vì lòng tham mà mua vé số, đánh số để cầu mong trúng số độc đắc để có được nhiều tiền giàu có, kết quả rồi cũng trắng tay, tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất. Có người vì lòng tham mới đầu có chiếc xe đạp, khi có được chiếc xe đạp rồi lại mong muốn có được chiếc Honda. Khi có chiếc Honda rồi lại mong muốn có được chiếc xe hơi. Cho nên lòng tham không có giới hạn là như vậy. Tất cả những sự tham muốn nêu trên đều mang đến một kết cục khổ đau. Cho dù lòng tham muốn để được tài sản giàu có, được tạo nên bởi mọi hình thức, cũng đều mang lại sự thiệt hại, nguy hiểm cho chính mình, cho người thân và cho cả xã hội. Chúng đều là hành nghiệp của ác pháp, của bất thiện, được thể hiện trên thân hành, khẩu hành, ý hành của chính mình. Vì trong ý hành thường nghĩ đến chuyện muốn được giàu sang hơn người khác, cho nên thân hành và khẩu hành phải hành động làm hại mình, hại người và làm hại chúng sanh. Nếu con người cứ chạy theo lòng tham muốn này để phục vụ cho đời sống thì cứ phải chịu khổ đau mãi, và con đường trôi lăn luân hồi sanh tử cũng từ đây. Đức Phật dạy người nào từ bỏ lòng tham thì sẽ được giải thoát, không còn phải chịu khổ mãi nữa. Vì nhân không tham nên quả không khổ. Khi mọi người biết được do chính lòng tham muốn mà bị khổ thì hãy đoạn tận, trừ bỏ lòng tham này thì quả vị an lạc, hạnh phúc sẽ hiện diện liền. Đức Phật dạy con người muốn được giàu sang thì phải từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn thì sẽ hưởng được phước báo hữu luân giàu sang. Nhưng khi được phước báo hữu lậu, giàu sang phú quý thì đừng hãnh diện kiêu mạn với phước báo đó, vì sự giàu sang đó là pháp hữu vi, là vô thường, nên đừng chấp thủ vào nó mà phải học tính buông xả, xa lìa những cạm bẫy của dục lạc để thân tâm luôn được thanh thản, an lành. Thì đây mới là phước báo vô lậu, không còn phải trôi lăn sinh tử nữa. 2. Sống thiện lương. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện. Trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản, sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng càng hiểu biết thì càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có. Như vậy, liệu có phải là thông minh? Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mỹ. Vậy vì sao nên thiện? Vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung, những sai sót của vạn vật trên đời? Phải chăng chỉ vì chữ an hay chữ sao? Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất. Hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người. Thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này thứ kia? Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia? Như thế có an bình hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải. Muốn hạnh phúc, cố gắng làm việc, học tập,
sống hướng về phía trước, gặp áp lực phải đua tranh, dùng thủ đoạn, mệt mỏi, không hạnh phúc. Thế nên người biết lương thiện mới là người sáng suốt nhất. Vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét. Tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ta lương thiện thì đáp lại ta là sự thanh thản, không vướng mắc, không lo lắng, tự giải thoát bản thân khỏi những khổ đau, buông bỏ oán giận, tích phúc, tích đức. Chưa biết có được hồi báo như luật nhân quả hay không, nhưng chính lúc đang làm thiện, sống thiện, nghĩ thiện như vậy thì đã thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu quý rồi. Thế nên, trí tuệ cao nhất chính là đạo đức, khôn ngoan nhất là phẩm hạnh, biết được điều này chắc chắn yên vui. 3. Sống khiêm tốn. Khiêm tốn là một đức tính tốt, thể hiện một người có nhân cách đạo đức, là nghệ thuật sống, là nền tảng vững chắc, giúp mỗi người chúng ta đóng góp xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững. Người khiêm tốn là người có ý thức và sự hiểu biết, nhờ biết cách buông xả sự chấp nhận về thân này, không tự mãn, tự kiêu, không tự cho mình là hơn người khác. Khiêm tốn sẽ chỉ cho ta thấy những thiếu sót của bản thân mình để sửa đổi, không tỏ ra kiêu căng tự mãn, nên lúc nào cũng bình tĩnh, lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Khiêm tốn giúp cho con người ta không kiêu căng ngạo mạn khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực, danh vọng. Nhờ vậy, họ làm được nhiều việc lợi ích và được nhiều người ủng hộ. Nhưng trái lại, những kẻ tự mãn tự do mình và luôn cho mình là tài giỏi nên ít thành công trên đường đời danh vọng, do đó dễ dàng gặp thất bại vì sự ganh ghét đố kỵ của nhiều người. Đối với người thế gian, cho dù chúng ta có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục học hỏi không ngừng để mở mang hiểu biết nhiều hơn nữa. Có như thế, ta mới đạt được nhiều thành công trong tương lai. Đối với người tu, ta càng phải khiêm tốn, thấp mình để được lắng nghe, học hỏi và biết cách buông xả, do chấp thân tâm này làm ngã mà sống đời an vui, giải thoát. 4. Sống biết ơn huệ. Trong đạo Phật, lòng biết ơn không chỉ là một trong những yếu tố đạo đức mà còn là pháp tu được thực hành hàng ngày, là pháp tu trong ý nghĩ thực tiếp để chuyển hóa, làm thay đổi cuộc đời, nên chúng ta cũng cần hiểu đúng để từ đó biết cách để thể hiện đúng, tránh do mơ hồ, dễ bị dẫn dắt sai đường. Đối tượng của lòng biết ơn rất rộng lớn, trong đạo Phật thường tóm tắt vào 4 nhóm, đó là ơn cha mẹ, tổ tiên, ơn dân tộc, đất nước, cũng những người đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước, giữ nước, ơn thầy tốt, bạn hiền, ơn vạn loại chúng sinh, môi trường sinh thái. Cuộc đời là duyên sinh, bất cứ thành tựu nào của mỗi người cũng có sự liên hệ, tương quan với nhiều người khác, với môi trường, xã hội và truyền thống mà người đó sinh ra, trưởng thành. Ngược lại, với những thất bại cũng vậy, trong cái nhìn duyên sinh, sự liên đới trách nhiệm cũng không thể trốn tránh hay chối bỏ. Do đó mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta cũng có tác động đến môi trường, và ngược lại, môi trường cũng ảnh hưởng đến chất lượng sống của mỗi cá nhân. Một cách khách quan, cuộc sống hiện nay chúng ta có quá nhiều phương tiện, và khi phương tiện càng nhiều thì lòng tham muốn càng bị kích thích, không bao giờ thỏa mãn. Chính vì vậy, không đem lại sự an ổn như hứa hẹn, mà ngược lại thêm nhiều bức bách, lo âu, khổ não. Cuộc sống hiện đại thừa phương tiện nhưng lại thiếu thốn về các giá trị định hướng cho lối sống. Chúng ta dường như quá chú trọng về các giá trị vật chất, các danh hiệu, nặng về phô trương hình thức mà quên đi các yếu tố đạo đức cuộc sống bên trong. Lòng biết ơn, một giá trị đạo đức mang tính phổ quát cũng như vậy, bị quy đổi về hình thức của lễ nghĩa, đánh giá theo phẩm vật, hiếu tặng. Nhớ ơn không chỉ dành cho người đã quá cố, các thể hiện tiền nhân chỉ thể hiện qua lễ nghi cầu nguyện, đó là sự việc chính đáng như
Cần hơn thế nữa, phải được thể hiện trong những suy nghĩ, lời nói và việc làm thiết thực, tiếp nối quá khứ, xây dựng và phát huy hướng tới lợi lạc lâu dài. Cũng như trong cuộc đời, có người khi cha mẹ còn sống, không lo phụng dưỡng chăm sóc về tinh thần cũng như vật chất, đến khi cha mẹ qua đời lại tổ chức đám tiệc linh đình, thực hiện các lễ nghi gọi là để báo đáp ơn sâu. Việc thực hiện các nghi lễ cầu nguyện cho tiền nhân, những người hy sinh tính mạng cho sự nghiệp giữ nước, dựng nước và độc lập dân tộc là việc làm tốt, nhưng sẽ hời hợt nếu xem đó là sự biểu hiện cao nhất, đầy đủ của lòng biết ơn. Cầu nguyện là nhu cầu căn bản về tinh thần, có ý nghĩa nhất định, nhưng sẽ không thể chỉ qua đó làm thay đổi được kết quả nghiệp xấu đã tạo. Cầu nguyện đem đến sự yên tâm cho người sống, nhưng sẽ không đảm bảo được an ổn, hạnh phúc cho cả cuộc đời cũng như sự bền lâu. Lòng biết ơn cũng không phải đợi đến tháng 7, mùa Vu Lan mới được thể hiện, mà cần được ý thức và nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Giá trị thực sự của lòng biết ơn không chỉ đem tới sự thanh thản, mà quan trọng hơn làm cho mỗi người có sự trân quý đối với sự sống, để sống thiện lành, từ đó mới có được an lạc, hạnh phúc thực sự và lâu dài. 5. Người có năng lực, hành động mạnh mẽ. Khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, một số người có xu hướng chùn bước và thu mình vào vỏ ốc, trong khi một số khác lại tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn khi giông bão qua đi. Nghịch cảnh không từ một ai, nhưng vài người dường như có thể ứng phó được với nó và giữ bình tĩnh ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất. Nếu cuộc sống được coi như một ván bài, thì lựa chọn cách ra bài của mỗi người giống như cách bạn lựa chọn cuộc sống của chính mình vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục của ván bài. Thế nhưng bản chất của mỗi người cũng giống như bài tốt hay xấu đều vô cùng quan trọng. Vì thế, nắm được những quân chủ bài thế nào mới được xem là bài đẹp. Lá bài đầu tiên, mục tiêu. Về lâu dài, những người có mục tiêu trong cuộc sống sẽ có một cuộc sống năng động, vui vẻ, bởi vì họ sẽ có một mục tiêu cho tương lai lâu dài của mình mà không ngừng học hỏi và phấn đấu. Những người mà nắm bắt được mục tiêu của tập thể thường là những người làm việc và hợp tác nhóm tốt, biết phát huy tiềm năng của tập thể để đạt được những kết quả tốt nhất. Hay những người hiểu rõ về mục tiêu chiến lược phát triển của công ty nhất định sẽ trở thành những người có khả năng thăng tiến tốt, bởi họ biết vì mục tiêu của công ty mà nâng cao năng lực của mình và cuối cùng trở thành người có đóng góp to lớn cho sự phát triển của công ty. Lá bài thứ hai, năng lực. Nếu như khả năng phát triển năng lực xuất phát từ việc xác định mục tiêu thì năng lực đó sẽ phát triển rất mạnh. Việc làm cách nào để nâng cao năng lực của bản thân? Ngoài việc chúng ta cần nắm vững căn bản và các kỹ năng thực hành thực tế, quan trọng nhất đó là chúng ta phải thật kiên trì. Vậy, động lực khiến chúng ta có thể kiên trì đó là cái gì? Đó chính là mục tiêu của mỗi chúng ta. Mục tiêu càng lớn, động lực kiên trì càng cao. Lá bài thứ ba, thái độ. Kinh nghiệm của rất nhiều người đã chứng minh, thái độ sẽ quyết định vận mệnh của mỗi người. Thái độ sẽ ảnh hưởng đến hành vi sẽ ảnh hưởng đến thói quen sẽ ảnh hưởng đến nhiều cơ hội, và tất nhiên, nhiều cơ hội sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cả đời của mỗi con người. Cho dù đó là cuộc sống hay công việc, chúng ta đều cần phải có một thái độ tích cực, luôn tiến lên phía trước. Hãy vứt bỏ mọi thứ tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Dùng thái độ tích cực để đối mặt với cuộc sống con người và công việc, chúng ta sẽ đạt được thành công. Lá bài thứ tư, hành động. Mọi lá bài chủ lực ở trên sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không có lá bài hành động. Thế nhưng khả năng hành động bắt nguồn từ đâu? Phải chăng hành động càng nhanh, làm càng lâu thì sẽ càng tốt? Hành động bắt nguồn từ sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu. Hành động bắt nguồn từ sự kiên trì và thái độ tích cực. Hành động bắt nguồn từ sự tích lũy kiến thức trong quá trình học tập. Hành động bắt nguồn từ sự dũng cảm,
dám đương đầu với thách thức, ngay cả khi nói sai vẫn muốn tự mình nếm trải. Hành động bắt nguồn sau những thất bại, nhưng ta vẫn biết tổng kết và suy nghĩ để tối ưu hóa, đảm bảo cho những lần sau khi lặp lại cùng một sai lầm. Hành động bắt nguồn từ chỗ không phải chỉ để cho cá nhân mình trở nên mạnh mẽ, mà còn khiến cả tập thể cũng trở nên hùng mạnh. Tập thể có hùng mạnh thì năng lực hành động mới càng cao. Vì vậy, khả năng hành động không hề đơn giản là làm bừa, làm nhiều, mà là làm việc có trí tuệ, có thái độ với hiệu quả cao. 6. Sống có khí phách. Khí phách con người rất quan trọng. Phải học cách tự nói với chính mình và luôn tin rằng người thực sự hiểu bạn chắc chắn không bao giờ vì cái này hay cái kia mà nghi ngờ bạn. Cần nuôi dưỡng khí phách của mình. Khí phách không phải là tính cách, nó là một dạng thần thái của con người. Khí phách là khí chất của mỗi người, là những gì biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, là sức mạnh vô tình, nó vô hình, toát ra từ tố chất của con người. Khí phách không phải bẩm sinh, đã có, mà phải qua rèn luyện, tích lũy dần dần trong cuộc sống hàng ngày, là một dạng nhận thức của con người trong việc đối nhân xử thế, bộc lộ tự nhiên, không phải muốn tạo ra là tạo ra được. Người có khí phách giao tiếp lịch sự, xử sự ôn hòa, thái độ nhã nhặn, không vội vàng, không lười biếng, không đờ đẫn, ngây người ra khi có việc cần làm. Người có khí phách nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác thấy nể trọng. Họ giống như một cuốn sách hay luôn cuốn hút người đọc, luôn thú vị, hấp dẫn từ mọi khía cạnh, và khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, càng đọc càng thấy hay. Khí phách là một dạng tính cách giản dị, không màng lợi lộc, công danh, tâm luôn trong sáng, ngay thẳng, không phụ thuộc vào người khác, biết dừng đúng lúc, khi theo đuổi điều gì sẽ làm đến cùng, chưa đạt mục đích, không buông tay. Khí phách là làm cho người khác kính trọng, chứ không phải là nể sợ. Với bạn bè luôn chân thành, với cha mẹ luôn hiếu thuận, đứng ở vị trí cao nhưng không thể hiện cho người khác thấy, làm như thế nào càng khiến cho người khác nể trọng. Kiềm chế bản thân, suy nghĩ thấu đáo, không ngừng học tập. Bạn có thể không làm được việc tề gia trị quốc, bình thiên hạ, nhưng trong tâm bạn luôn nghĩ đến, mở rộng tầm mắt, vươn cao và đi xa hết mức có thể của bản thân. Khí phách chính là con người bạn, rèn luyện tốt bản thân là nuôi dưỡng tốt khí phách của mình. Khí phách là một dạng khiêm nhường, trong ba người cùng đi, ắt sẽ có người là thầy của ta, không nên xem người khác, nhìn người khác để thấy hạn chế của mình, không sùng bái bất kỳ ai nhưng luôn học hỏi những điểm mạnh của người khác. Khí phách là một dạng thái độ ứng xử, Khổng Tử khi gặp Tề Cảnh Công, mặt không đổi sắc vì thấy điều là thứ bất thường, gặp người tài đức sẽ cố gắng học hỏi để trở thành người như họ, không có gì phải sợ hãi, luôn duy trì nhân cách và tự trọng của bản thân. Khí phách là một dạng đỉnh cao của học vấn, biểu hiện rộng lớn, không ngừng học tập sẽ đến lúc ta đến được bến bờ thành công, càng đứng trên cao sẽ càng nhìn được xa hơn. Khí phách là một dạng tài phú luôn gắn chặt với mình, không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người khen ngợi, tán dương, ẩn giấu đi giúp bản thân luôn ung dung tự tại. Khí phách là một dạng tu dưỡng ở mức độ thâm sâu, người khác sẽ không biết bạn nghĩ gì, nhưng đừng để người khác nghi ngờ, căm hận bạn. Để có được khí phách rất khó, nhưng nếu làm được, bạn sẽ có được con đường thanh thang rộng mở. Người có khí phách là người có ý chí rộng lớn, có thể dung nạp mọi thứ để khiến mình có thể phát triển vượt bậc. Quý nhân sẵn sàng giúp đỡ người có khí phách, bởi vì người như vậy mới khiến họ cảm nhận được rằng những gì mình trợ giúp thật sự đáng giá và sẽ có kết quả. Cho nên nếu bạn là một người so đo tính toán chi li, cảm xúc trong lòng dễ xao động, rất sợ mất thể diện, thì cho dù quý nhân có trợ giúp, bạn cũng sẽ không vui vẻ.